Vĩ Tổ Trần Nhân Tông có nói tu thiền đói ăn mệt ngủ. Theo con suy nghĩ, khi ăn thì tâm thanh tịnh, không suy nghĩ về việc ăn ngon hay dở, vì thế không đưa vào thân và tâm, kể cả việc ăn chay hay ăn mặn không thành vấn đề, miễn khi ăn mình không khen chê là được. Con hiểu như thế có đúng không ạ? Sai, sai hoàn toàn. Đã tôi suy nghĩ, không có suy nghĩ, đói ăn mệt cũng có cái gì ăn ở đây. Trong lúc đói có gì ăn ở đây, có cơm ăn cơm, có bún ăn bún, vậy thôi. Còn nếu con suy nghĩ, ồ này cần cơm, chán quá thì phải kiếm bún, không được. Suy nghĩ nó sai. Đói ăn mệt ngủ, có cái gì ăn ở đây. Kể cả là ăn thịt, ăn cá không thành vấn đề, cái đó cái gì này. Có nghĩa là làm sao cái thân này âm dương, sức khỏe tốt là được. À, còn vấn đề mà nói về ăn chay ăn mặn là cái chuyện đó nó đi qua cái vấn đề về cân bằng âm dương. Mà cái chất đạm bây giờ nói là cái chất đạm động vật thì nó độc hơn cái chất đạm thực vật, có vậy thôi. À, mình phải hiểu khoa học chứ đi. Chứ bây giờ nói bây giờ xin lỗi ông, ông ăn chay đi, đi 3 ngày ông có thì thử coi. Không có thịt ông dám, không ăn thì ông chết. Thì phải ăn thôi. Thế đó là cái hình thức thôi, mình phải hiểu. Thế gian này, cho bài là ông Trần Nhân Tông nói lúc đói ăn mệt ngủ, vẫn không bận biểu gì hết, có gì ăn đây. Nhưng mà nên nhớ ăn hộp vệ sinh, chứ không phải ăn hộp vệ sinh. Rồi hỏi tiếp đi. Các nhà khoa học là người trí tuệ, không mê tín. Họ thúc đẩy nền văn minh loài người lên cao. Vậy những người này có bị loài nào điều khiển không? Hay chỉ đơn thuần là họ có phước đức thật nhiều, nên những phát minh của họ đều lấy từ nền văn minh không gian? Tất cả những người mà họ phát minh đó, nó đúng ra nó không phải một đời này đâu. Nó lưu trong tàng thức họ, rồi họ lấy ra họ xài lợi thôi. Bây giờ tôi nói chuyện cái chuyện ông Munger á, 10.000 năm trước á, ông cũng làm cái vụ này, ông cũng làm cái điện thoại này. Rồi bây giờ ông giảng sanh lên Tịnh Độ, ông ở đúng ra 10.000 năm sau ông xuống, ông nhớ ông lấy ra ông làm lợi thôi. Cái đó là tích lũy phước đức của người ta đã trải qua một đời vậy đó. Nó không có quên đâu. Thì bây giờ mà hồi xưa mình nói cái ông mà lấy điện, ông đâu có biết gì đâu, nhưng mà ông trực nhớ lại, ông lấy hai cái thẻ 500 ông quay nó ra điện, rồi từ từ nó phát triển ra, nó cũng lấy công thức này thôi. Bởi vì thời văn minh rồi mới nói được cái này. Chứ còn phát minh là cái gì? Là nhớ lại cái gì đó. Chứ sao nhiều người không phát minh? Tại ông kia có, ông nhớ trong cái tàng thức ông có, và ông đeo ra ông xài lợi, gọi là phát minh. Bây giờ Thiền Tông nói thực thật, nó cái tàng thức của nó chế là nó vậy, nằm hoài trong đó, nó không có thoát ra đâu. Thấy không? Thì đừng có lo cái chuyện đó. Thì nó nói phát minh là cho những cái người người ta không hiểu. Chứ còn sự thật cái này là ông lấy từ ngàn xưa trở lại, ông ra ông xài. Rồi hỏi tiếp đi. Hầu hết các nhà khoa học đều là người phương Tây và có nền tảng từ đạo Chúa. Vậy họ lấy từ nền văn minh không gian, có mối liên quan gì đến đạo của họ không? Lấy gì? Vậy họ lấy từ nền văn minh không gian, có mối liên quan gì đến đạo của họ không? Bây giờ đó, tất cả các tôn giáo không phải cái đạo Thiên Chúa mới lập đây đâu, đạo Phật mới lập đây, nhưng mà một chu kỳ nó phải lập đúng. Nhưng mà cái người mà phương Tây á, là cái nền văn minh nó nằm lệch về phía Bắc, thì người ta lấy dễ hơn. Người ta lấy dễ rồi người ta áp dụng cho toàn cầu thôi. Chứ nhưng mà đạo nào cũng vậy, thì nó đúng ra mục đích đó, đạo thì ta lo cho nhân loại. Nhưng mà ta lo nhân loại một cái khía cạnh khác. Đạo Thiên Chúa lo cho nhân loại một cái khía cạnh gọi là yêu thương. Còn cái đạo Phật á, lo cho nhân loại là lấy khía cạnh từ bi, nó phải đi ra cái này. Còn tất cả các cái đạo khác nó lấy gọi là linh thiêng. Nên nhớ đó, mỗi một đạo nó có cái khía cạnh. Còn bây giờ mình không thể đi sâu vào cái vấn đề chuyên môn của người ta, ai hỏi thì tôi sẽ nói cho nghe. Còn cái nền văn minh không gian thì người Thiên Chúa lấy, về sau trái đất hủy diệt, về sau Thiên Chúa lập lại cũng là người Thiên Chúa lấy. Cái đó là nhiệm vụ người ta, người ở phương Bắc, bắt ban cầu. Còn mình đây là thừa hưởng thôi. Mình nó thuộc về đường xích đạo trung ban cầu, nó thuộc về thừa hưởng. Và cái người miền Nam cũng là thừa hưởng, Nam ban cầu cũng thừa hưởng. Nó đi theo cái từng cái dĩ tuyến của nó.
từng kinh tuyến. Trái đất này nó sanh ra bằng kinh tuyến và vĩ tuyến, nó phân định rõ ràng. Con người mình cũng vậy ha. Thành ra cái gì, cái dụng nào nó đâu thì dễ lấy được. Giống như mình ở đây, người ta muốn xem cái gì mà cao nhất á, thì lên nuôi Hy Mã Lạp Sơn ta coi mới được. Nó nằm ở trong cái vùng đó, đó ta coi mới được. Còn mình dùng Nam Bán Cầu khó thấy hơn. Vì thế mà có nhiều cái mà cái nhật thực nó nằm ở Bắc Bán Cầu coi được, còn Nam Bán Cầu coi không được, rồi nó khuất. Đây là nói là khoa học chứ không phải ấy đâu. Còn cái chữ viết thì nguyên tắc đời nào bao nhiêu thời kỳ dẫn đạo Thiên Chúa lấy để phổ biến ra khắp thế giới bằng chữ Latin. Latin là của người Latin, là người Latin là người thông minh nhất thế giới này. Người đó là ở đâu? Ở vùng Trung Đông. Rồi con hỏi tiếp đi. Trường hợp có một bài viết về Thiền Tông khi đem chia sẻ trên trang diễn đàn Pháp Môn Tu Khác, họ xem và thích bài viết đó, nhưng xảy ra hai điều. Điều một, họ hiểu về Thiền Tông từ bài viết đó. Điều hai, họ chỉ hiểu bài viết Thiền Tông theo cách hiểu biết bình thường, nên họ thích bài viết đó chứ họ không hiểu Thiền Tông. Vậy trường hợp hai này, cái họ hiểu bài viết về Thiền Tông nó mâu thuẫn như thế, thì người chia sẻ được công đức hay phước đức gì không ạ? À? Công đức phước đức á, người ta hiểu mà hiểu rõ là mình có công đức á. Còn nếu họ hiểu sai là không có. Mà nhưng mà nếu muốn vô cái này thì đẳng cấp tu theo Thiền Tông phải tu bằng đẳng cấp. Anh cái đẳng cấp tôi nói là từ 10 tầng bậc, từ 9, 10, 9, 8 thì mặt mai tiếp cận được thôi, còn dưới không tiếp cận được. Dưới đó thì nó sẽ hiểu sai lệch về Thiền Tông. Ha. Giống như con mắt của anh mà mở sáng trưng thì cái gì anh cũng thấy đâu, mà mắt anh mà mờ là rồi, có chữ trúng chữ trật. Nó thế giới này nó là vậy. Có nghĩa là anh làm sao giúp người ta hiểu là có công đức rồi. Mục đích có công đức đi về, chứ không phải có công đức được để đây làm cái gì. Rồi hỏi tiếp đi.